Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với Lê Khôi Audio. Khôi xin chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Và những anh em nào chưa đăng ký kênh YouTube của Lê Khôi Audio, xin mời anh em hãy đăng ký để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Khôi update hàng ngày. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ giới thiệu tới anh em một cái năm ly gọi là thương hiệu lạ. Lạ là vì có thể là nhiều anh em chưa gặp thôi nhé. Còn con này thì Khôi cũng đã từng bán rồi. Thì hôm nay Khôi giới thiệu đó là một con âm ly đến từ hãng Quadalet. Và cái model của nó là Defensor 450R. Thì tại sao lại có cái model là như vậy? Thì cũng chia sẻ với anh em để anh em nắm được một cái số thông tin cơ bản. Đó là ngày xưa thì có một cái đơn vị đặt hàng để là một cái đối tác của Mỹ để sản xuất riêng cái model này, để sản xuất ra thị trường Mỹ. Thì vẫn là sử dụng điện 120V và theo các cái tiêu chuẩn của Mỹ yêu cầu anh em nhé. Rồi thì cái con này bây giờ Khôi sẽ quay về cái ngoại hình anh em ha. Thì được thiết kế là hai cái mác gỗ rất là đẹp ha, hai mác gỗ mặt trước là màu đen, màu đen là màu đặc trưng. Rồi tất cả cái dòng này là từ nhỏ hay lớn nó đều là màu đen. Rồi ok, thì rất là đẹp, một chút xíu chạy ha, không đáng kể, mặt mũi rất là đẹp. Ok thì con này cũng đầy đủ các cái chức năng cơ bản, và nó còn có thêm một cái nút ở đây. Cái này giống kiểu như để chỉnh tín hiệu anh em ha, chỉnh tín hiệu. Còn lại radio đến hai cặp loa, nói chung là low net, system mono đầy đủ hết ha. Rồi ok thì đó là cái phần giới thiệu cơ bản nha. Còn bây giờ tôi sẽ quay cái phần sau. Đây phía sau rất là đẹp anh em, sau rất là đẹp. Thì con này được thiết kế đầu tiên hai đến hai cặp loa, các chức năng vào đều đầy đủ anh em ha, phono, tab, rồi CD, output gì đó đầy đủ hết. Ok rồi tiếp theo là nói về cái phần công suất. Thì nó để là 120V 60Hz và công suất điện của nó là 390W. Thì cái này là anh em lưu ý là công suất điện, công suất nguồn á nha, chứ không phải công suất từng kênh một. Anh em lưu ý. Rồi thì đó là phần giới thiệu cơ bản, rồi tí nữa Khôi sẽ tháo nó ra nha, thì Khôi sẽ nói về rõ hơn về phần bên trong để anh em xem. Rồi ok, đơn giản chỉ có vài cái thông số cơ bản ở ngoài nha. Hình thức quá tuyệt vời luôn nha. Ok, size thì size lớn anh em, size này Khôi không có đo nhưng mà thấy là 46 á anh em ha, size 46 á, như có nắp gỗ là 46 nha. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ anh em đợi Khôi trong giây lát để Khôi tháo nắp ra và sẽ quay cái phần rụt gan anh em xem. Rồi Khôi đã tháo cái nắp của con âm ly Defensor 450R ra rồi anh em ha. Bây giờ thì Khôi sẽ quay cái phần rụt gan cũng như cấu tạo hình thức bên trong để anh em xem qua anh em nha. Rồi đây Khôi đang đưa máy gần hơn để Khôi quay anh em cùng xem rõ ha. Ruột gan nó rất là đẹp, hình thức rất là đẹp anh em, tuyệt vời luôn. Thì cái con này á là cái hàng này cũng giống như một số hàng của Marang, thì cái sườn này là không có xi anh em, không có xi bảy màu, nên nó là người sườn nó là như vậy. Rồi còn lại thì máy rất đẹp, tuyệt vời luôn. Nói chung là con này cực kỳ đẹp. Ngoài cái sườn là dụ như đây này, nhiều anh em nhìn á, mình nhìn gần nè là mình thấy là nó là đúc ra như vậy anh em ha, chứ nó không có xi bảy màu. Rồi ok, máy rất đẹp. Rồi bây giờ thì Khôi nói về thiết kế của nó ha. Đầu tiên là đánh bốn con sò sắt San là Hitachi anh em ha. Rồi hai tụ nguồn từ sử dụng của hãng Elna, 50V 6800 mi, cũng rất là lớn. Anh em nhìn cái tăng phô rất là lớn này là mình biết là những cái dòng âm ly này nó có công suất anh em nha. Công suất đây, tôi sẽ quay một vòng anh em xem. Máy móc rất là đẹp ha, tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt vời. Rồi đây là cái phần phía sau này. Đầu tiên là đánh hai cặp loa. Các cái đầu vào này, cái này là do bên nước ngoài người ta sơn á. Mình không biết là nó sơn này làm gì. Nha. Rồi. Mà máy thì rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Quay. Rồi nói về công suất thì con này để công suất điện 390W, điện 120V, tại vì sản xuất cho Mỹ anh em ha. Thì cái hàng này
Thực sự đây là một cái model, cái model nó được sản xuất bởi thương hiệu là Quadalet, nên cái con ông đi này cực kỳ hay. Nếu như mà bỏ qua cái phần thương hiệu thì con này rất là hay, hay hơn nhiều trong cái tầm tiền. Nó là cùng hãng với Quadalet, trong đó có cả Marang Concept thì đều thiết kế cùng thời và tương tự như vậy, nó không khác gì hết. Chất âm thì cũng không thua kém luôn, thậm chí là có phần lạ hơn, nhưng mà nó thua là thua cái thương hiệu, tại vì ngày xưa thì cũng có nhiều hãng họ đặt thương hiệu riêng để sản xuất cho một đối tác nào đó anh em nhé, nên có thể là khác nhau về cái thương hiệu thôi, còn về thiết kế, về cấu tạo thì cũng chẳng có gì khác anh em nha. Rồi, đó là các cái phần giới thiệu cơ bản về con âm ly này. Còn nói về cái phôi ghép thì tí nữa Khôi sẽ ghép một cặp loa thì Khôi sẽ nói rõ hơn anh em ha. Rồi, ok, bây giờ thì anh em đợi Khôi để Khôi lắp máy vào và Khôi sẽ test chất âm nha. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm để anh em cùng nghe thử anh em nhé. Thì Khôi, như Khôi đã nói ở cái phần trước, thì cái con âm ly này chất âm nó tựa như là Concept, tựa như là Marang anh em nhé. Thì Khôi sẽ, và cái con này cũng là con âm ly có công suất, nên Khôi chọn một cái cặp loa nó có bass 30 và có nó có một cái lỗ hơi anh em ha, để mình nghe cho nó thoát cái tiếng, nó lên được cái tiếng bass. Đó là về cái cách chọn lựa cái cặp loa cho nó hợp với cái âm ly của mình anh em nhé. Rồi thì Khôi test một ca khúc của Trường Vũ đang có sẵn ở trên CD để Khôi test luôn anh em nha. Còn cặp này đánh bolero rất là hay. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng nghe nha. Khôi sẽ mời nghe. Cho nhau những đàn
Thì Khôi sẽ chuyển sang cái phần radio anh em ha, để test cho anh em nghe ha. Đó luôn này. Không, thưa quý vị. Đang là hai em anh em ha. Đang là hai em này nè. À, nó có cái anten nữa, nếu như mà anh em muốn mở được nhiều đài vậy. Thì bài biết. Tôi bắt chuyện TV. Đó, ok ha. Mình nối thêm một cái anten phụ. Thả ra, thả xin lô. Để mình mở được nhiều đài ha. Ở đây FM này. Ok, rất là nét anh em. À, nghe là giống như là người đang nghe đĩa vậy đó. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 10:30 trên khắp Việt Nam rồi. Ok, nói chung là rất là tuyệt vời nè. Một con Amazing đẹp và nghe nhạc hay, nghe radio rất là ok. Đặc biệt là em thấy một cái màn hình rất là lớn nha, được thiết kế là bao phủ hết luôn. Đó. Thì chứng tỏ là cái con này cũng được đầu tư rất là kỹ lưỡng theo cái yêu cầu của khách khe của thị trường Mỹ. Và hôm nay Khôi cũng báo giá với anh em để anh em tham khảo con Amazing này. Anh em nào thấy trong cái tầm chơi thì hãy liên hệ với Khôi để anh em mình giao lưu anh em ha. Thì cũng xin anh em lưu ý, anh em nào chuyển khoản thì Khôi sẽ bao ship cho anh em luôn. Còn nếu anh em nào ship code thì anh em phải trả phí anh em nha. Rồi, cái giá cho anh em tham khảo cho con Amazing này là 7.700.000, chuyển khoản thì Khôi bao ship anh em nha. Rồi ok, bây giờ thì Khôi xin phép kết thúc clip ở đây. Và xin chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.